Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bài số 08 trong chuỗi video hướng dẫn game phát âm trong group mẹ học tiếng Anh vì con. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang hai cặp nguyên âm đôi mới ạ. Chúng ta sẽ có bốn cặp nguyên âm đôi thôi. Chúng ta đã học cặp 1 rồi. Hôm nay học cặp 2 và hai hôm nữa chúng ta sẽ học cặp 3 và cặp 4 là kết thúc nguyên âm chuyển sang phụ âm mọi người nhé. Hôm nay chúng ta học về hai nguyên âm và hai nguyên âm này rất dễ nhầm lẫn khi chúng ta đọc nhanh. Vì sao lại dễ nhầm lẫn? Bởi vì mọi người nhìn xem ạ. Nó đều có âm u, đều có âm ở, đều có âm ở, đều có âm u, hai cái ký tự giống hệt nhau luôn, chỉ có khác là đổi ngược vị trí cho nhau thôi. Vậy làm thế nào để không bao giờ bị nhầm lẫn? Thì bằng cách là chúng mình đánh vần giống như tiếng Việt thôi ạ. Bên này u trước thì ta kéo dài âm u và kết thúc ở âm ơ. Đấy, ví dụ ạ, u u u u u, chính xác. Còn âm này ạ, nó bắt đầu từ âm ơ và kết thúc bởi âm u thì chúng ta sẽ đọc ghép vào với nhau thôi. Ơ ơ ơ ơ ơ, ok ạ. Đó, mọi người cứ bình tĩnh khi mà đọc nhé, bởi vì là chúng ta ghép vần được giống như tiếng Việt mà, nó cũng đơn giản đấy ạ. Ơ, em xin lỗi, ua ua và ơ ơ, chính xác ạ. Bây giờ mình sang cái âm đầu tiên, đó là ua. Ua, ghép từ từ ạ. Ua trong từ pua, pua, ua, tua, tua, ua, tourist, tourist. Trọng âm rơi vào âm một nên nhấn mạnh âm đầu tiên ạ. Tourist. Tiếp theo hai cái âm này thì nó có cái chữ r cuối cùng này. Nếu chúng ta muốn chúng ta có thể là uốn lưỡi lên giúp em. Ví dụ có hai cách đọc đó là pua và pour, hoặc là tour và tour đều được mọi người nhé. Rồi chúng ta chuyển sang phần 2. Ua, 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 r, r. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên, nhấn mạnh âm đầu tiên giúp em ạ. R, r, em nhanh hơn. R, r. Ok, next. Âm này chúng ta có âm ua, j, âm D3 cong môi lên ạ. J, jewelry, jewelry. Sang cái từ này thì em hơi khó hiểu, không biết tại sao người ta lại cho cái này vào đây. Bởi vì nếu như mà là âm u, your, fu thì nó nghe ngang lắm, furious. Không, mà khi này ghép âm này mình lại phải ưu tiên này, mình lại phải phát âm kiểu này cơ. Âm này sẽ là âm you, 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 có ở cuối ạ. You, feel, nhấn mạnh hơn lên. Feel, feel, re us. Theo em đánh giá thì để âm u ở đây nó không phù hợp lắm, bởi vì nó không nhấn mạnh được cái âm u, mà chúng mình lại phải tập luyện theo cái cách này ạ. Feel you, you feel furious. Tập luyện như thế thì nó sẽ hợp lý hơn ạ. Tuy là nó có âm u nhưng mà khi ghép vần thì nó lại không được ưu tiên ghép âm u với nhau đâu. Nó ưu tiên ghép âm you, you. Nên khi tập luyện mọi người chú ý giúp em á, nếu không ấy, cứ đọc ua mãi không được. Ua, you, fool là không ổn đâu ạ. You, feel, nhấn mạnh hơn lên vì đây là âm nhấn trọng âm ạ. Furious, furious, furious. Tập luyện lại cùng em nhé. Rural, jewelry, furious. Okay, next one. Tiếp tục mình có cặp âm ua. Ua trong từ door, door, in, in, ghép vào ạ. Jewelry, jewelry. Tiếp theo âm này sẽ là ua, ua, âm e dài ạ, tròn môi. Sure, sure, có thể thêm âm r vào uốn lưỡi nhé. Sure. Âm tiếp theo ạ, ua, sure, vẫn là âm e dài cong môi ạ. Sure. Assure, trọng âm nhấn vào âm 2 nên nhấn mạnh âm 2, âm 1 đọc nhẹ. Assure, assure, tập lại cùng em nhé. During, sure, assure. Great. Giờ bây giờ sang luyện đọc câu ạ. Mình có âm ua, poor, ua, tourist, a poor tourist, a poor tourist. Ua, âm này là âm không phải. You furious, or during, or tour. She was furious with me during the tour.
Đọc nhanh hơn một xíu ạ. She was furious with me during the tour. Cái từ này em hay đọc là during ấy. Thế nhưng mà hôm nay học phiên âm thì em mới biết được đó là during. During. Sorry, during. Mọi người kiểm chứng lại giúp em từ này nhé. Em tra từ điển thấy nó cũng đọc là during. Mọi người kiểm chứng lại giúp em nhé. She was furious with me during the tour. Okay. Let's go. Sang nguyên âm đôi thứ hai ạ. Bắt đầu bằng ơ và kết thúc bởi u. Oh, oh. Trong từ oh, chú ý này, trụ miệng lại. Oh. Kết thúc âm này thì miệng của mình phải giống như chữ u, u tròn miệng ạ. À, miệng phải chu ra. Oh, don't, don't, don't. Tròn miệng ạ. Oh, cold, cold. Oh, home, home. Lại nhé. Don't, cold, home. Great. Vẫn là âm oh, oh trong từ oh, frozen. Phụ âm ghép ạ. Fr, fr. Có âm r cần chu môi ạ. Frozen. Trọng âm rơi vào âm 1, nhấn mạnh âm 1, đọc nhỏ âm 2 ạ. Frozen, frozen. Oh, close, close. Phụ âm ghép đọc nhanh ạ. Oh, old, old. Đi qua lần lượt các phụ âm giúp em ạ. Next one. Vẫn là âm oh, oh. Chúng ta có từ go, go. Oh, toe. Oh, oak. Chú ý phụ âm cuối ạ. Oak. Good. Sorry. Nói âm oh trong từ oh, road, road. Có r chu môi lên ạ. Oh, boat, boat. Bật âm cuối ạ. Oh, no, no. Âm này cái chữ K nó được viết nhưng mà nó không được đọc mọi người nhé. Nó bắt đầu bằng âm n. No, no. Alright, next one. Tiếp tục là âm oh, oh trong từ for, for. Oh, nhấn mạnh âm đầu tiên ạ và nối vào ạ. Follow, follow, follow. Okay. Âm này ạ. Oh, snow, snow. À, không phải snow mà là snow, snow. Okay. Oh, goat, goat. Có âm cuối ạ. Goat. Good. Bây giờ mình chuyển sang đọc câu giúp em nhé. Oh, don't. Oh, no. I don't know. Nhưng khi đọc nhanh thì hiếm khi thấy mọi người dừng lại đọc âm. Mọi người có thể đọc lướt qua. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. Oh, follow. Follow. Oh, boat. Oh, go. Oh, home. Follow this boat to go home. Follow this boat to go home. Follow this boat to go home. Okay. Đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi tổng kết lại ạ. Đó là âm ua, ua. Ghép âm ạ. Mọi người chú ý ghép âm, chủ động ghép âm ạ. Chứ còn nhìn vào đây mà nhớ được thì khó nhớ. Thay vì như vậy thì chúng ta ghép âm giúp cho em ạ. Ua, ua và ô, ô, ơ, u, ô. U, ơ, ua. Đó, ghép vào như vậy ạ. Trong các đại diện của các từ cho các âm này đó là ua, ua, pua, pua, ô, ô, goat, goat. Đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và chúc mọi người tập luyện thật là tốt. Thank you and goodbye.